Dạ, xin kính chào tất cả các bà cô chú trên cộng đồng mạng. Và hôm nay thì con cũng tiếp tục câu chuyện của chú Hai Phạm và cô Diệt Kiều Đài Lan Dõm. Đó thì hổng gà thì con cũng bận công việc nhiều cho nên là con ít có lên nói. Đó thì hôm nay con quay trở lại tiếp tục cái câu chuyện này đó. Thì bây giờ thằng Phúc nó vừa đăng lên một cái đoạn ghi âm mà lúc mà chú Hai Phạm và thằng Phúc Phan TV nó lại nhà của chú Phun, thì gặp ngay là cô Diệt Kiều Dõm này ở đó. Thì mới có cái cuộc nói chuyện, nhưng mà cô cứ nghĩ đâu là không có ghi âm. Thật sự ra là các anh em người ta cũng phải làm ghi âm âm thầm như vậy để đó xem như là cái bằng chứng để sau này là cô khỏi có chạy tội đó. Thì cũng như cô chia sẻ là cô là không có lừa dối, không có gạt ai đó. Thì khi mà chú Hai Phạm là đem số tiền nó cho cô chứ cô không có hề gạt gẫm. Đây nè, con nói với cô Thu Hà Johnny Diệt Kiều Đài Lâm như thế này. Con nói ví dụ anh Hai Phạm, mà bây giờ tôi với anh hết duyên hết nợ rồi, thì bây giờ cái số tiền đó thì anh đã cho đem lên đi, bây giờ nó đem lên đi, không có cho cho anh đem lên đưa cho tôi giữ. Mà trong cái thời gian chung sống 7 ngày đó nó hết cái số tiền đó rồi, thôi thì bây giờ em danh là coi như hết duyên hết nợ, thì anh đi tìm người khác, tôi cũng đi tìm chồng khác, thà mình dứt khoát. Còn cái này chưa, cái này chưa nha. Thì là khi mà hả bả chửi rủa mắng giết của Hai Phạm chịu không nổi, ổng nói thậm chí là ăn cơm là nước mắt phải chan cơm đó. Đó là đời trai đó là phận, thường thường là ta nói là phận gái 12 bến nước, nhưng mà cái phận trai này là tới 15, 16 bến nước lận. Ổng gài là ổng mười mấy bà đó. Thì cho nên á thì bây giờ hết duyên hết nợ rồi thì thôi, mình chia tay rồi thì tôi muốn làm gì làm, tôi muốn bước thêm bước nữa, hay tôi muốn ở không, hay tôi muốn làm gì kệ tôi. Mình phải rõ ràng dứt khoát. Còn cái này không có, mới có một tuần lễ bà chửi bà đuổi người ta xong rồi cái bắt đầu cái bà đi lên bà kết nối nữa, thì ai mà không tức. Con nói rồi, cái dạng như mà một khi thuận hảo thì nó dễ dữ lắm, thương nhau cái ấu cũng tròn mà, ghét nhau cái cục bùa hòn là cũng méo mà, rõ ràng nó tròn đó, nhưng mà nói méo là nó méo thì con nói rồi, khi mà đã chia tay rồi, không còn tiếng nói chung nữa rồi thì trái ớt nó cũng chia đôi. Thì cái cô này là cổ quyết cũng không trả cái số tiền, nhưng mà mình nói gì nè, vì tình vì lý thì thôi, thì chia tay nhau thì còn cái phần tiền còn lại của ổng thì cũng nên chia đôi, phải không? Con này không, bả muốn ôm trọn hết trơn, trong khi cái số tiền nó chưa có xài hết, còn quá mới mẻ, mới có một tuần lễ cho nên giờ bả sắm vàng dòng bả đeo đó thì ổng mà được không, mà ai mà không có cái tánh mà ích kỷ, thương thì thương đó. Nhưng mà bà thương bà ở không như vậy thì tôi cho con này bà kiếm chuyện với tôi để bà đi lấy thằng khác đó, thì ai mà không tức đó. Thì nói về phần chú Hai thì cũng là ổng mê đàn bà đó, thì nhiều khán giả cũng cho rằng nó là bắt thang lên hỏi ông trời, có tiền cho gái có đòi. Ai cũng thừa biết mà, một khi mà cho gái uống rồi nó ăn rồi thì khó mà lấy lại lắm Thì nhưng mà cái này mình nói là cái câu chuyện của chú Hai Phạm và cái cô này nó quá mới mẻ, 30 triệu không thể nào xài trong vòng một tuần lễ. Lúc mà sống chung với chú Hai Phạm 2 tháng thì bả không có tốn cái gì hết, chú Hai Phạm lo hết. Mà bây giờ mà khi mà nghịch rồi, ổng lại ổng đòi tiền, vì ổng phát hiện cái bà này là trong cái thời gian giận hờn ổng bỏ về ra mà đi lấy ông khác. Thì ổng quậy lên, thì bả nói là về sống 7 ngày đó mua đường tiêu tỏi bột ngọt này nọ, đó, hết trơn. Thì nó quá vô lý. Bây giờ mình nói ví dụ như ra ngoài cơ quan pháp luật người ta không có giải quyết cái vụ này, nhưng mà người ta có thể ta can thiệp thôi đi, hai ông bà lớn rồi bây giờ sao mà hòa giải đi, thỏa thuận với nhau đi cho nó im đẹp đi, chứ bây giờ làm lớn chuyện ra thì đội quần cả đám, ai cũng già cả hết rồi đó. Thì con nói rồi, cái gì cái chứ luật pháp cũng có tình người. Nhưng mà mình nói ở đây là cái cô này nè, suy cho cùng chú Hai Phạm ổng cũng tốt đó chứ, ổng cũng thật lòng với bả mới đưa cái số tiền, mà cái tài sản của ổng có bao nhiêu ổng đưa hết nhưng mà cái cô này thì thôi, cô Thu Hà Johnny này là không có được thì con là ý cái con là muốn nói như vậy. Thì giờ cô nói là cô chỉ nói chơi, nói tiếng tàu vậy bả đôi ba câu thôi, chứ cô không phải là Diệt Kiều. Bây giờ con nói nè, thằng Tiến nó để cái tiêu đề Diệt Kiều Đài Loan với chú Quân rồi xong bả hai tên đổi họ Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, bây giờ là Hà Thu Johnny rồi Diệt Kiều Đài Loan, là cái ý gì, có phải lừa dối lừa gạt người ta không?
À, mặc dù là cô nói chơi thôi nhưng mà nói chơi quá đáng. Thì cũng như ông cụ khối của chúng ta đó, đó là đi mua vàng giả về cưới vợ mà bà nói là ổng nói là ổng cho cô Lệ. À, chứ không có nói cái chuyện vàng giả vàng thật, cái này tôi cho mà chứ tôi đâu có phải làm cái gì, tôi đâu có đòi lại đâu, thì cũng không có được. Như vậy là cũng lừa dối lừa gạt người ta. À, người ta đâu có cần tiền bạc vật chất này nọ. Nói chung á thì ông cụ này là ổng chơi tâm lý chung cụ khói. Ông nói là mấy bà này là cũng ham ham của, cho nên là để lấy lượt lòng cái bà nào đó mà đập vào đôi mắt mơ quyền của ổng á, thì là ổng phải chơi chiêu mua vàng giả để đánh vào cái lòng tham của mấy bà. Mấy bà nào bà nấy có nói thật, con cũng đang làm ở bên cái kênh Thiên Thơ, thì cô chú ông bà vào đó ủng hộ, con cũng lên án những cụ ông cụ bà mất mết đi tiễn chồng tiễn vợ, mà đặc biệt là đôi hay Việt Kiều hoặc là đại gia không đó, thì thấy không đó, thì ông cụ khối này là ổng đánh vào cái tâm lý cái điểm yếu của các bà tham lam thắng của. Thì mà bây giờ con hỏi các bà các cụ nè, trời ơi trời có còn đẹp đẽ trẻ gì nữa đâu, già gần chết rồi, gần đất xa trời rồi mà nhắm Việt Kiều đại gia gì, có ai lấy mình hay không đó. Thì con tình cờ con coi những cái clip trước thì cái cô Lệ này cũng mộng cũng hơi cao đó, cũng là muốn lấy Việt Kiều đó. Thì thôi đi, qua cái câu chuyện của chú Hai Phạm thì các cụ bà nên rút ra bài học đó, cái gì của người ta cho không cũng không có dễ đâu. Một khi làm hài lòng họ thì thôi không sao, nhưng mà khi chịch một cái rồi bắt đầu lên tố cáo lẫn nhau rồi mắc cỡ cả đám, thấy không? Có cái cặp nào mà già nào mà lên tiễn vợ tiễn chồng mà bây giờ được người ta tung hô hay không, hay là lên làm trò cười cho thiên hạ đó. Thì bây giờ mình quay lại quay lại cái câu chuyện tình tay ba giữa chú Quân và chú Hai Phạm với cô Diệp Kiều Đài Long dẫm này đó. Thì cô nói là thôi đi, cái gì cái nói nhỏ nhẹ này nọ đi, và cô bây giờ là cô thừa nhận là cô không phải Diệp Kiều đó. Cái mục đích là cộng đồng mạng và các anh em YouTube người ta muốn vạch mặt cái chỗ đó là cô không phải là Diệp Kiều, mà tại sao cô lên cô nhận vơ cô là Diệp Kiều, cô thay tên đổi họ tại vì sợ chú Hai Phạm nào ổng phót, cho nên cô phải đeo kiếng. Nói chung là có ý đồ, cái cô này cô đã chuẩn bị trước hết rồi đó. Thì thằng Tiến á, thì mình không phải mà mình nói gì Tiến, nói chung á là làm cái chương trình này nè mình phải sàng lọc cái đối tượng. Một khi cái đối tượng nó lên trên cộng đồng mạng kết nối không thành công gồm không cho lên nữa, chứ có đâu kết nối không thành công hoặc ở tháng hai tháng cho lên nữa, cái kết nối xây dòng ông này lấy bà kia lấy bà nọ, rút cuộc như cái động vậy đó, cái động mà không gây ôn gì chơi vậy đó. Một người chỉ duy nhất lên một lần và kết nối được không được thì thôi, tại vì quá dễ dãi trong cái chương trình kết nối không được thì được lên nữa, thì bắt đầu mà mấy cái bà này cũng đâu có gì phải là đại dạng đàng hoàng đâu. Thôi cha này xạo quá, cha này xàm quá, cha này hết tiền quá, tôi đi kiếm ông khác tôi kiếm tiền. Tại mục tiêu của các bà là tiền bạc mà, và gạt gặp quá dễ dãi trong cái câu chuyện kết nối này. Đó, người khác tham mấy cái chương trình khác quyền linh các từ là người ta làm rất là vui vẻ và hay đó. Còn bây giờ các cụ già như vậy gọi lên tiễn vợ tiễn chồng gì đó, rồi thì mới có cái câu chuyện mà vừa khóc vừa cười luôn đó, là làm ăn không được rồi xong bỏ nhau rồi lên là tại sao mà lấy chú đó được mà tại sao bỏ. Thì bà ta nói là trời ơi làm ăn có được gì đâu, thấy cái mã gì chứ làm ăn không có được rồi như cái câu chuyện của cô Lệ với chú Khối thì ổng làm ăn không được, ổng mò cô bắt ốc, còn bà thì chịu không nổi gì ổng bắt ốc sáng đêm ảnh hưởng đến sức khỏe rồi nhập viện luôn đó, thấy không? Lỡ như nó xảy ra án mạng sao? Bởi vì con nói rồi, mình còn trẻ còn sức khỏe và mình nhắm mình chịu được thì mình hãy lấy chồng. Trời ơi mấy ông mấy bà cũng bệnh hoạn không à, đòi hỏi cái đó mà không có làm được thì thôi bỏ hết đi. Trời ơi, bây giờ mà ma quỷ nhiều lắm chứ không có ai mà thật lòng với mình đâu. Và các ông các bà này chỉ đi kiếm tiền rồi chia tay, tiếp tục đi lừa dối ông khác bà khác thôi, chứ làm gì có tình yêu thật sự. Con chưa thấy cái cặp nào mà yêu thật lòng rồi đến với nhau thật lòng đâu. Hai ba bữa rồi là tan đàn xẻ ngán hết à. Dạ thôi thì cái clip hôm nay con làm đến đây thôi. Con hẹn tất cả các ông bà cô chú vào clip sau.